Chào anh em nhé. Nay ban giám thị sự đang có mặt tại Cẩm Phong, Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, ở tại nhà bác Đồng. Và trước mắt đây quý vị và các bạn đang theo dõi là một tác phẩm phôi Nam Điền cũng khá là khủng. Và quý vị các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự thì nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi từ đầu đến cuối, để không bỏ lỡ những video hay nhất mà Tiến Sự gửi đến quý vị các bạn. Và cũng được theo dõi tác phẩm này từ đầu đến cuối, để khi mà một con phôi như thế này thì để cho nó hoàn thiện thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Bác Thầy Chiến Sự sẽ phải xử lý một số những cái điểm, và vì vậy mà quý vị các bạn cố gắng để theo dõi từ đầu đến cuối để biết được tác phẩm này như thế nào. Và quý vị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ theo số điện thoại của Bác Thầy Chiến Sự là 0977722623. Và các bạn cũng rất thông cảm là ban ngày thì Bác Thầy Chiến Sự cũng khá là bận, rất là nhiều anh em cũng muốn hỏi tư vấn về cây. Thì đầu tiên Bonsai Tiến Sự cũng xin được cảm ơn quý vị các bạn đã tin tưởng, cũng đã hỏi tư vấn cây. Tuy nhiên thì trong giờ làm thì Bonsai Tiến Sự cũng không thể trả lời được. Và buổi tối thì Bonsai Tiến Sự còn phải làm chương trình video để cho các bạn xem nữa. Cho nên các bạn cũng thông cảm, nếu có thời gian thì Bonsai Tiến Sự sẽ tư vấn và trả lời. Còn nếu mà đang bận thì quý vị cũng phải thông cảm nữa nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi tác phẩm này. Nhiệm vụ của ban giám chiến sự ngày hôm nay là sẽ phải khai phá cái tác phẩm này cho bác Đồng. Một quãng hành trình dài từ Hà Nam qua Ninh Bình, qua Hòa Bình. Và bây giờ thì đang đến ở Cẩm Thủy. Với hành trình là trên 100 km các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự. Và lúc này thì đang ở Cẩm Phong, Cẩm Thủy, xử lý cho bác Đồng nhỉ? Bác Đồng. Bác Đồng, một tác phẩm, một cây, một phôi Nam Điền khá khủng nhá. Cái này là mình mới sưu tầm được, cách đây độ khoảng 1 tháng thôi. Như vậy là bác Đồng cho biết là bác mới sưu tầm một cái khôi khủng này mới 1 tháng nhá. Và cũng nhân dịp đầu xuân này thì Bonsai Tiến Sự sẽ xử lý để cho cây của bác nó khỏe. Ban đầu thì ban đầu nhìn thấy cây này thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà khi mà mua rồi và cắt ra và cắt cành đi và đào ra thì mới thấy là nó cũng khủng. À vâng vâng vâng. Thế thì cũng nhờ Tiến Sự giải phẫu và vâng, vâng, tạo nên những tác phẩm. Nhất trí, nhất trí bác. Vâng. Yeah. Vâng, ok bác. Và đây là giác cắt đầu tiên các bạn nhá. Các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự. Đang tác nghiệp tại nhà bác Đồng, Cẩm Thủy, xã Cẩm Phong.
không ra mặt. Lúc này thì ban sai chiến sự cũng đang thực hiện một tác phẩm cho nhà bác Đồng ở tại Cẩm Phong, Cẩm Thủy. Anh em chào bác nhá. Lúc này có một bác cũng là bác là chủ nhiệm câu lạc bộ ở đây à? Vâng ạ. Bác có thể giới thiệu tên cho anh em được không ạ? Tôi tên là Thủy. Nhìn lên đây. À bác Thủy nhá. Bác Thủy là chủ nhiệm câu lạc bộ sinh vật cảnh ở xã này ở đây đúng không bác? Vâng vâng vâng. Hôm nay bác cũng là đến để chơi tham cũng chiêm ngưỡng phôi khủng Nam Điền của bác. Anh em ở trong cũng vinh dự để mời được con trai tiếp sự để chủ trưởng cây. Vâng, cũng rất là cảm ơn cho bác, cảm ơn các bác đã tin tưởng ban gia chiến sự. Hôm nay thì ban gia chiến sự cũng vượt hơn 100 km để có mặt ở đây. Giới thiệu với toàn thể anh em là anh Thủy. Vâng ạ. Là chủ nhiệm câu lạc bộ của huyện Cẩm Thủy. À vâng ạ. Vâng 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 vâng. Thế các bác có rất là yêu thích và tâm đắc cái cây cối. Vâng, các bác có hội như vậy là vui rồi. Anh em đây thì cũng chơi với nhau thì nó cũng được đến gần 20 năm rồi. À thế thì cũng rất là bề dày về kinh nghiệm rồi. Vâng. Cũng cây thì nó cũng tương đối nhưng mà về cái đi giao lưu thì anh em cũng à, vâng. Không có gì thay đổi thì tháng 5 này thì ở Tam Trúc Kim Bảng Hà Nam ấy. Chùa một ngôi chùa lớn nhất khu vực châu Á. Cũng có triển lãm bày cây thì các bác mời các bác ra tham quan. Hôm nay bonsai đến sự cũng rất là vui được vào đây cũng được học hỏi các bác cũng một chút kinh nghiệm. Các bác cũng đã chơi cây khá lâu rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự và lúc này thì đang làm ở tà Bắc Đồng. Và cái phôi này cũng đang được xử lý, cũng đang thu dần dần rồi các bạn nhé. Các bạn cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối để chúng ta hiểu rõ về tác phẩm này hơn. Bắc Đồng là một trong những người rất yêu cây, bác đã chơi cây khoảng trên dưới 30 năm rồi nhé. Cũng nhờ công nghệ 4.0 mà bác Đồng cũng alo cho Tiến Sự. Hôm nay thì ban gia Tiến Sự cũng có mặt ở đây. Cua rẻ đấy. Đâu mới chứ. Cái lưỡi ạ.
lưỡi thì chứ còn cái máy này khác. Vẫn cũng mới mua một cái. Đấy, mua một cái. Anh còn cả cái máy đánh lũa nữa. Chia sự cầm cái dầu đây nhé. Em chưa cầm ghế, cái chân ghế. Cú tên là gì? May à? Tên nước ngoài. Này, bong hết vào dần cái cũ rồi nhé. Rồi nó có vết. Ừ. Đúng rồi. Bắt một tí đánh bậc thang thì để lại cái da cũng. Mầm gì à? Ai để mầm đây? Không lấy không ấy. Đây nhá. Là sâu đây. Cái này vào đường để lại. Nó nhiệt nó không to. Bạn đang theo dõi bóc tách một cốt khôi Nam Điền rất khủng của bác Đồng ở phần thủy các bạn nhé. Các bạn cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối, nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi video thứ hai để kết thúc tác phẩm này mới được. Lúc này thì bonsai tiến sự cũng đang thực hiện tại nhà bác Đồng. Lúc này hình như có cả bác Tuấn đến chơi đúng không nhỉ? Vâng, chào anh em. Bác Tuấn đang chào quý vị các bạn yêu cây trên cả nước nha. Bác Tuấn cũng là trong hội cây của mình đúng không? Đúng rồi, cũng anh em trong hội chơi cẩm thủy. Vâng. Các bác trong hội sinh vật cảnh cẩm thủy. Tiến sự đến vâng. Giúp bác Đồng anh em đến tham gia vui. Vâng. Vào đây mà thấy các bác chơi đông vui như này là thích lắm rồi. Lúc này thì một số những chi tiết cũng đang được khắc phục các bạn nhé. Các bạn theo dõi nhớ đăng ký để theo dõi video thứ hai để kết thì mới xong tác phẩm này. Cái đó không đưa đi được. Cái nó là hai cái khóa cái chỗ nó lại, không chuột xuống. Khóa là thời lượng video 1 bonsai tiến sự cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn các bạn và quý vị các bạn theo dõi và hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé.